có là dầu, dầu, chuối, chuối, cái gì, và trái thơm, không phải thơm mà đó là trái rồi tiếp tục phần sao? Hấp dẫn nha, phần hấp dẫn nhất phải không? Test tôm với cái sauce hồi nãy mình làm, cái honey walnut, cái honey sauce á, honey mayonnaise sauce. Rồi đổ cái đậu này vô đây, đậu chó còn gọi là walnut. Đây là cái máy diệt khuẩn, cho nên là nếu mà các bạn đi chợ về đó mình mua ra thức ăn á, hoặc là mình muốn cho nó sạch trong nhà thì mình rửa cái loại mà nước rửa tay, mình dùng cái máy này á để mình giết những con vi trùng, các bạn cũng rất là tiện nhé. Xin mến chào tất cả các bạn, hôm nay mình hello kìa, say hello đi con. Đây có con trai, Mai Sơn Go Home. Con trai về nhà chơi thì con trai muốn vô bếp nấu ăn cho mommy với daddy hôm nay. Bây giờ mình mời các bạn cùng với mình vào bếp nha. Hôm nay con trai và ông xã vô bếp nấu ăn, ông xã phụ. Ok. Ok. Hôm nay con trai muốn nấu cho mọi người ăn ha. Cái món là tôm, mật ong với lại đậu ốc chó phải không? Con nghĩ là cái món này hồi nào vậy? Nghỉ hôm nay thôi hả? À. Ok, nấu cho đầy đầy mắm mì phải không? Thì hôm nay mình cũng chuẩn bị ra, đây là tôm. Tôm đã lột sẵn rồi các bạn. Có đậu ốc chó nè. Rồi mình lột tủ lạnh rồi, còn một miếng cá salmon. Hấp dẫn quá ta. Trong cái nước sốt này nói lại cho mắm mì nghe, cho tất cả mọi cô chú nghe nghe đi. Là trong đó có cái gì nè? Nó có nước chanh, honey, mắm, mật ong. Tiêu, muối và bột nêm tí xíu. Bột nêm tí xíu, hấp dẫn quá ta. Rồi đó. Rồi. Rồi xong mình sẽ bake cái này thì mình sẽ bỏ. Bỏ vô hết luôn hả? Nấm. Bỏ chung luôn, nấm vô luôn. Rồi khi nào mà cái oven nó đủ nóng mình bỏ vô. Đủ nóng chưa? Rồi con bỏ vô đi. Hấp dẫn quá ta. Dạ. Nghe mùi thơm con đĩa ra dài lại. Ừ. Hấp dẫn quá ta. Bỏ vô 20 phút. 20 phút nữa phải không? Cook time 20 phút. Rồi, bắt đầu. Rồi, bắt đầu. Bây giờ mình sẽ nhúng tôm, mình sẽ bỏ vô tí xíu tiêu vô cái tôm và chút bột nêm tí xíu. Chút bột nêm vô cái tôm, mình ướp cho nó thấm phải không? Đúng rồi. Rồi. Con bỏ muối chưa? Bỏ muối cho con. Ồ dạ, quên muối nữa. Quên muối. Mình thấy thiếu thiếu cái muối á. Rồi bóp cái tôm cho nó đều đúng không? Bóp lên. Rồi cái tiếp nữa là sao đây? Bây giờ mình sẽ làm cái đồ nhúng bột cho tôm. Bây giờ mình sẽ lấy cái egg white thôi, cái phần trắng của trứng, cục trứng. Mình bỏ cái phần đỏ. Mình lấy cái màu trắng không hả con? Cái màu trắng thôi, bốn. Bốn cái. Đúng rồi. Mình bỏ cái màu đỏ lên bên. Rồi, giờ lấy cái màu bốn cái lòng trắng của trứng gà. À, bột gì con? Bột cái này tiếng Anh là nó gọi là cornstarch mà tiếng Việt là gì? À bột giờ bột chiên tôm. Bột chiên tôm. Mình chiên. Rồi. Bỏ vô phải không? Bỏ chung với cái lòng trắng luôn. À. Cho nó mix vô rồi xong bảy thêm lên. Tôm vô. Trong cái bột này á, là mình xài bột chiên tôm, rồi bỏ vô là cái lòng trắng trứng gà. Và trong cái tôm thì mình cũng có ớt sơ rồi. Rồi, rồi tiếp tục phần sao? Hấp dẫn nha. Phần hấp giờ dẫn nhất sẽ, phải không? Test tôm với cái sauce hồi nãy mình làm, cái honey walnut, cái honey sauce á, honey mayonnaise sauce. Cái
mật ong và cái nước sốt mayonnaise đó, rồi mình trộn chung nữa với sữa, rồi mình trét lên như vậy đó. Wow, sữa đặc, sữa đặc mật ong, món này ăn cái bộ đậm đà ngọt ngào lắm nha. Rồi sau khi nó chảy ra cái bơ với lại cái đồ ốc chó này rồi, bây giờ con làm sao nữa? Đổ ra xong mình sẽ nấu cái kẹo. 1/3 ly nước trong cái nồi hồi nãy mình đã đổ ra rồi đó. Rồi mình sẽ bỏ đường vô, đường nâu á. Đường nâu. Em biết đây thì không ăn nhiều đường thì bỏ chút đường. Đi không ăn đường nhiều thì con bỏ ít thôi. Vậy khi nào mà cái nước đường nó đạt nó gần sắp sửa như vậy nè. Đặt kẹo rồi đó. Mình sẽ bỏ walnut vô. Walnut vô. Xong quậy lên. Quậy lên. Hấp dẫn nha. Quậy lên rồi xong nấu cho nó từ từ. Nó từ từ. Nó từ từ cho nó thấm vô cái độ ốc chó. Độ ốc chó. Nấu khi nào khoảng 3-4 phút mình sẽ bắt tắt lửa rồi xong nó ready rồi. Ừ, bây giờ ready đúng không? Đúng rồi. Nó kẹo ngon quá nha con ha. Yeah. Ừ. Rồi. Đổ cái đậu này vô đây, đậu ốc chó còn gọi là walnut. Bây giờ tới khâu hai người đàn ông làm sinh tố ha. Cái này cái gì đây, sinh tố gì đây? Sinh tố có là dầu chuối cái gì và trái hồi thơm. Không phải thơm mà đó là trái trái đào, sinh tố đào nha các bạn. Rồi bỏ sữa vô phải không? Bỏ tí xíu sữa đặc vô. Tí xíu nước vô nữa chứ. Ơi, nước gì chưa con? Rồi. Đây đi, nó cho nó water. Rồi. Some water. Need some water. A little more, just a little bit. I'm gonna pour the ice. A little bit. Because the. Okay. Yeah. Sai. Okay. Is it? So we chop. Bỏ đá vô. Thay thêm lần nữa. Rồi. Cái món buổi tối hôm nay đã xong rồi. Con trai của mình làm xong cái ba cái món ăn đó các bạn. Đây là cá salmon sốt với lại sốt cà chua, rồi tôm xào với lại mật ong và đậu ốc chó. Đây là mì tỏi. Okay. Yeah. Đây là cái máy diệt khuẩn. Cho nên là nếu mà các bạn đi chợ về đó mình mua thức ăn hoặc là mình muốn cho sạch trong nhà thì mình rửa cái loại mà nước rửa tay. Mình dùng cái máy này để mình giết những con vi trùng đó các bạn. Cũng rất là tiện ha. Mình chỉ bấm cái nút như thế này thôi là mình giết cái này. Mà không được làm trên da của mình, chỉ là những cái thức ăn thôi hoặc là những cái đồ vật trên người mình thôi, chứ không được đụng vô cái da của mình. Ultraviolet light kills the virus. Ultraviolet light and bacteria. Ok. Cái máy này là cái máy diệt khuẩn kêu đi vay rồi phải. Bây giờ rất là hiện đại các bạn ơi. Mua cái máy này mình để mình coi cái đường link ở dưới như thế nào. Mình cho các bạn biết. Cá ngon á, có tươi. This is the shrimp, right? Yeah, it's really really good this way. He make it. Cook with this way. Yeah. Walnuts? Yeah. And walnuts. And what kind of sauce is that? It's like mayonnaise with honey. And honey sauce. Oh, it's honey. Okay. Oh, yeah. Wow. In the restaurant, they make this one. Yeah, I know. Okay. Cái món này là cái món trong nhà hàng của người Tàu đó. Làm cái món này rất là ngon các bạn. Is it too sweet or is it? No, it's perfect. Perfect. Okay. Ngon quá chừng. Really good.
Okay, dig in. I have two chefs at home now. My son and my wife. Thank you. But I gotta be honest with you. Wait till the bill comes. Wait till the bill comes. Yeah. I was crawling back up on her cage. Yeah. Mình trồng dâu mà các bạn biết không, ngày nào cũng vậy, cũng phải ra bẻ, nó chín quá chừng. Trước đây thì 2-3 ngày bẻ một lần, bây giờ thì ngày nào cũng vậy. Hôm qua thì mình và ông xã cũng ra bẻ một tô luôn, hai người ngồi ăn. Hôm nay cũng ra bẻ một mớ nữa, bạn làm sinh tố dâu. Have to give some to Bonnie. Nghỉ trồng chơi thôi các bạn, tại vì mình thích ăn dâu lắm. Mỗi lần cứ đi mua dâu thì giống như là nó bán một hộp như vậy, thì tùy theo mùa, nếu mà rộ mùa thì bán khoảng chừng 2 đồng một hộp, còn nếu mà nghịch mùa thì mắc hơn. Mình nghĩ là mình trồng ăn cho đã. Và thật sự bây giờ ra thấy vườn dâu của mình là thấy mình ngán luôn đó, quá nhiều. Với lại thời tiết ở chỗ mình ở đó, Salina đó, nó rất là ôn hòa. Dâu thì thích vừa nắng nè, rồi có khí hậu mát, cho nên là dâu nó mọc, nó phát triển rất là tốt. Thì lâu quá mình cũng không có làm cái kênh gia đình của mình ngồi ăn với nhau như thế này. Sẵn dịp đây thì con trai về nhà thăm mẹ, rồi mình cũng nấu ăn, rồi cũng chia sẻ với các bạn luôn. Cái kênh của Linh Kali là cái kênh chia sẻ cuộc sống, không phải là một cái chủ đề gì nào hết. Nếu mà các bạn có thích cái kênh Linh Kali thì xin các bạn đăng ký ủng hộ kênh Linh Kali, cũng như là bấm cái chuông, nút thích, nút chia sẻ để đón nhận những cái video mới nhất của mình. Thì hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn cái buổi dinner của vợ chồng mình và con trai. Mình xin tạm dừng cái video đây. Chúc các bạn luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn bình an. Mình xin mến chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Bye bye.